Play your news. Sở hữu gương mặt đẹp như tranh và hình thể hoàn hảo, các mỹ nhân hoa ngữ luôn tỏa sáng như một nữ thần mỗi khi xuất hiện. Đặc biệt khi hóa thân vào các vai diễn tạo hình của trang, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của họ còn khiến khán giả màn ảnh phải mê như điếu đổ vì quá xinh đẹp, thậm chí ngẩn ngơ ngắm nhìn đến không thể rời mắt. Dương Mịch, gương mặt chuẩn đẹp với ánh mắt toát lên khí chất thần tiên cao quý. Dương Mịch luôn gây sốt với những tạo hình cổ trang đầy mê hoặc. Gần đây nhất sau vai diễn Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình, Dương Mịch tiếp tục gây sốt với phim điện ảnh Tú Xuân Đao, Tu La Chiến Trường. Không hoa khi nói cô chính là nữ thần cổ trang hoàn hảo của màn ảnh hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh, sau loạt phim cổ trang Hoa Thiên Cốt, Lão Cửu Môn, Lục Trinh Truyền Kỳ và mới đây là Sở Kiều Truyện, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh nổi lên như diều gặp gió và đường hoàng trở thành một tiểu hoa đán nổi tiếng nhất nhì làng giải trí. Sở hữu khuôn mặt ngây thơ, nhỏ nhắn nên dường như mọi vai diễn của mỹ nhân cổ trang rất phù hợp với cô nàng. Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi bước đầu gây ấn tượng với khán giả bằng vai diễn Tân Thập Tứ Nương trong Liêu Trai Kỳ Nữ. Sau đó, sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1987 phất lên như diều gặp gió qua loạt phim ăn khách như Bộ Bộ Kinh Tâm, Thiên Nhai Chức Nữ, Hiên Viên Kiếm, Nữ Y Minh Phi Truyện. Với vẻ đẹp trong sáng và mong manh, tạo hình trong những bộ phim cổ trang của Lưu Thi Thi luôn được lòng người hâm mộ. Trịnh Sảng, nổi tiếng với các vai diễn cổ trang trong Họa Bích, Thái Bình Công Chúa Bí Sử, Võ Tắc Thiên Bí Sử, Hoàng Đồ Đằng. Trịnh Sảng luôn biết cách lôi cuốn khán giả bởi vẻ đẹp mặn mà, không tì vết và lối diễn xuất tự nhiên đáng yêu. Angelababy. Dù ít tham gia dòng phim cổ trang, nhưng mỗi lần sắm vai, Angelababy luôn khiến người hâm mộ điên đảo vì tạo hình đẹp miễn chê. Bộ phim có yếu tố cổ trang đầu tiên mà Angelababy góp mặt là Hoa Điền Hỷ Sự, sau đó là các tác phẩm như Địch Nhân Kiệt, Vận Trung Ca và gần đây nhất là Cô Phương Bất Tự Thưởng. Lưu Dược Phi. Lưu Dược Phi được người hâm mộ xưng tụng là thần tiên tỷ tỷ của làng giải trí hoa ngữ, nhiều khuôn mặt xinh đẹp, hoàn hảo không nhuốm bụi trần, pha chút nét lạnh lùng, đài các, khiến người hâm mộ chỉ có thể ngất ngây ngắm nhìn mà không muốn rời mắt. Tháng 8 tới đây, khán giả đang hồi hộp chờ đợi ngày công chiếu chính thức của dự án điện ảnh Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa với sự góp mặt của Lưu Dược Phi. Phạm Băng Băng. Nhan sắc trời phú cộng với tạo hình trau chuốt kỳ công khiến Phạm Băng Băng luôn đẹp hấp hồn với mỗi tác phẩm cổ trang. Từ vai Dương Quý Phi, các vị hoàng hậu nhà Thanh cho đến Võ Tắc Thiên, người đẹp luôn chiếm trọn cảm tình của khán giả và gây được dấu ấn sâu đậm không thể quên. Chẳng trách sao cô nàng là gương mặt nổi bật số 1 trong giới hoa ngữ. Địch Lệ Nhiệt Ba. Mang vẻ đẹp lai Tây hiếm có, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba ngay lập tức đốn tim nhiều khán giả khi xuất hiện trong hàng loạt dự án phim đình đám không thể bỏ qua và mới đây nhất là tác phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình. Cô nàng cũng đang là cái tên dẫn đầu danh sách các mỹ nhân hoa ngữ 9X, khuynh đảo làng giải trí và là gương mặt được săn đón nhiều nhất hiện nay. Cổ Lực Na Chát.
Nữ diễn viên 9X của Lực Na Chát trở thành ngôi sao ngay sau vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình ăn khách Hiên Viên Kiếm. Tuy diễn xuất vẫn chưa hoàn toàn xuất sắc, nhưng vẻ đẹp trong sáng như nữ thần đã giúp người đẹp tạo được ấn tượng trong lòng khán giả. Vừa qua với vai diễn hữu dung của cô trong Trạch Thiên Ký, đóng cùng với Lộc Hàm cũng được đánh giá rất cao. Cảnh Điềm là gương mặt mới đầy tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ và được mệnh danh là đối thủ của Angelababy. Trong năm 2017, cô nhận được nhiều lời khen có cánh qua vai diễn tạo hình đẹp mắt trong tác phẩm cổ trang Đại Đường Vinh Diệu. Nữ diễn viên cũng bén duyên với nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám của Hollywood. Phép cộng hoàn hảo giữa nhân sắc tuyệt trần và tạo hình trau chuốt kỳ công trong phim cổ trang đã khiến các mỹ nhân Hoa ngữ tỏa sáng ngoạn mục. Tuy mang vẻ đẹp khác nhau, nhưng các mỹ nhân đều có điểm chung, đó là luôn biết cách đốn tim người xem vì sắc đẹp lộng lẫy đến choáng ngợp.